Đây chính là ngày diệt vong trong truyền thuyết, đi tới đâu thì sẽ bị đám sắc sống tấn công tới đó. Không cẩn thận sẽ làm liên lụy cả một căn cứ. Sau khi những người Samaritan bị tiêu diệt, nữ chính đã thuận lợi xông ra khỏi đám sắc sống nhờ sự giúp đỡ của một người Samaritan. Cô thoát khỏi sự vây bắt của tập đoàn Umbrella. Lúc đó tình hình vô cùng cam go. Cô không thể nhảy xuống từ nóc xe ngay được. Phát hiện phía trước có mấy ống sắt treo lơ lửng. Jet hét lớn bảo dừng xe. Chiếc xe cũng dừng ngay trước khi va chạm với đường ống. Người lái xe không quen biết Jet, cho cô lên xe chỉ là tiện đường mà thôi. Hai người chưa kịp làm quen thì vài con sắt sống đã nhảy từ trên tường xuống. Người lái xe vội vàng phản vệ, ai ngờ sắt sống ngày càng nhiều. Nhanh chóng bao vây lấy anh ta, Jet muốn cứu nhưng cũng không làm gì được. Chỉ có thể đạp vỡ cửa kính, chui vào trong xe và đạp chân ga chạy thoát khỏi đây. Qua một đêm chạy trên đường, Jet đến được một thành phố của con người. Nơi đây đã được tập đoàn Umbrella tiếp quản. Dưới sự bảo vệ của vũ lực và công nghệ cao, mọi người dân đều được sống yên ổn. Jet biết rõ mình đang bị tập đoàn Umbrella truy nã, nhưng cô phải trà trộn vào nơi này. Sau khi cải trang đơn giản, Jet đến trước cửa một nhà nọ. Trước kia cô từng lẻn ra đến đây, đây chính là nhà của người hỗ trợ vượt biên. Bây giờ Jet muốn vượt biên về nhà đoàn tụ với chồng con. Đương nhiên cô sẽ tìm ông chủ nhà giúp đỡ. Ai ngờ bà chủ nhà nói rằng chồng mình ra ngoài chưa quay về. Jet phát hiện điều bất thường, âm thầm mở cửa nhà vệ sinh thì phát hiện ông chủ nhà đã biến thành xác sống. Một tay bị còng trên ống nước không thể cử động, bồn tắm bên cạnh chất đầy xác người. Không ngờ bà chủ nhà lại nuôi một ông chồng xác sống. Chắc là vì đồng cảm với Jet, biết được cô muốn vượt biên quay về quê nhà Cairo. Bà chủ nhà cung cấp một manh mối, trong túi chồng bà có một cuốn sổ. Bên trong có viết số liên lạc của những thương nhân đưa người vượt biên. Jet không hề sợ sệt, sau khi cô bọc kín mít người, chậm chậm lại gần xác sống, giữ chặt người ông ta rồi lục soát. Cuối cùng cũng lấy được cuốn sổ, ai ngờ xác sống thoát ra khỏi còng tay. Cả người lao ra ngoài, ngay lập tức đè lên người bà vợ. Jet lập tức lên trước, dùng gậy sắt đâm xuyên người xác sống. Nhưng bà chủ nhà không hề cảm kích mà đuổi ân nhân vừa mới cứu mạng mình ra ngoài. Jet không hề bận tâm, cô chỉ muốn mau chóng tìm được người giúp mình vượt biên. Lần theo ghi chép trên cuốn sổ, Jet nhanh chóng có được vé tàu. May mắn đó là tối hôm nay có một chuyến tàu. Bến tàu đứng chật ních người chờ vượt biên. Vào lúc mọi người chuẩn bị lên thuyền, vài chiếc xe tải cùng với máy bay không người lái nổ súng vào đám người. Thì ra là tập đoàn Umbrella đến để ngăn chặn vượt biên trái phép. Nhưng mục đích chính là để vây bắt Jet. Cả bến tàu chỉ toàn là tiếng hét thảm thiết. Trong lúc Jet bỏ chạy, nhìn thấy một cậu bé bị bỏ lại. Cô xông đến bế cậu bé đi, trốn vào trong một căn phòng. Lần này tập đoàn Umbrella muốn tiêu diệt toàn bộ người ở đây. Không lâu sau, toàn bộ người vượt biên ở bến tàu đã chết gần hết. Master của tập đoàn Umbrella lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm, nhất định phải tìm Jet bằng được. Không hay biết cô đang ở trong căn phòng ở gần đó. Vào lúc này, bố mẹ của cậu bé tìm đến, họ vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của Jet. Bọn họ là những người buôn lậu rượu quý, e rằng bây giờ ngồi thuyền không được rồi. Hai vợ chồng họ biết còn có một con đường có thể xuyên qua eo biển. Jet nghe xong lập tức lấy lại tinh thần, lái xe đưa gia đình cậu bé đến trước lối vào đường hầm. Nhưng nơi này đã bị băng nhóm địa phương bảo kê, Jet chỉ còn đành giao chìa khóa xe hơi ra, coi như làm lộ phí. Cứ như vậy, bọn họ ngồi lên xe thông hành được bọc lưới thép. Bầu không khí trong xe vô cùng bức bách, mọi người đều biết chuyến hành trình này không hề dễ dàng gì. Khi xe thông hành đi tới nơi sâu nhất trong đường hầm, lính canh trong xe ra hiệu không được phát ra bất cứ tiếng động, giống như đang trốn tránh thứ đáng sợ gì đó. Chính lúc này, người của tập đoàn Umbrella lại xuất hiện. Tiếng cảnh báo như ngọn đèn sáng trong đêm tối. Đám lính canh xuống xe phát hiện điều bất thường. Một chiếc gai dài đâm xuyên đầu một tên lính, mọi người lập tức nổ súng phản kháng. Người vượt biên trong xe vẫn chưa hiểu rõ có chuyện gì. Một con quái vật hình người đột nhiên xông vào, mọi người sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Trong đêm tối, thi thoảng có vài chiếc gai dài cướp đi tính mạng của con người. Chẳng ai biết ai sẽ là người đen đủi tiếp theo. Jet không may ở gần sát con quái vật. Cô nhận ra nó chính là loài quái vật ăn thịt người, định vị con mồi dựa vào tiếng động. Tên lính canh còn sống sót quen thuộc với địa hình ở đây. Anh ta đưa Jet và gia đình cậu bé trốn vào trong đường hầm đang tu sửa ở bên cạnh. Lính canh vô cùng tự tin nói rằng con đường này cũng có thể dẫn ra ngoài. Chính lúc này cậu bé bỗng gục xuống đất, thì ra hai ngày trước cậu không may bị xác sống cắn phải. Jet khuyên người mẹ hãy bỏ cậu bé lại, nhưng đối phương sống chết không chịu. Lính canh bên cạnh sốt hết cả ruột, bỏ lại mọi người rồi đi về phía trước. Ai ngờ không lâu sau đó anh ta khóc lóc chạy quay về. Là một con nhện mặt người khổng lồ, Jet sợ hãi há hốc mồm, liền đưa gia đình cậu bé bỏ chạy. Giữa đường có một cánh cửa nhỏ, bọn họ lập tức đi vào trong. Nghĩ rằng con nhện sẽ không đuổi đến, nhưng nơi đây chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp, không thể ẩn nấp trong thời gian dài được. Cha cậu bé cắn chặt răng, giơ ống nước lên và chạy đi để đánh lạc hướng con nhện, nhân cơ hội cho vợ con bỏ chạy. Ai ngờ con nhện xuất hiện trong lặng lẽ, cộng thêm kích thước siêu to khổng lồ nên cha cậu bé không giữ chân nó được lâu. Jet và người còn lại đã bị con nhện nhòm ngó đến. May mà vào lúc gay go nhất, Jet dùng sức đóng được cửa sắt, cuối cùng thì bọn họ cũng an toàn ra được bên ngoài.
nhưng sắc mặt của cậu bé đã trở nên tím tái, chắc không còn bao lâu nữa là biến thành xác sống. Người mẹ dường như đã mất hết hy vọng sống tiếp, quyết định ở lại bên cạnh con trai trong thời khắc cuối cùng này. Jet chỉ đành một mình đi khỏi đường hầm, lúc đi vào có cả mấy chục người, giờ đây chỉ còn lại một mình cô. Ai ngờ cô vừa ra bên ngoài, tập đoàn Umbrella đã xuất hiện trước mặt cô. Không ngờ hắn ta cũng may mắn sống sót. Jet dường như mất hết hy vọng, e rằng lần này khó thoát thân rồi. Bỗng có tiếng súng vang lên, Buster gục xuống đất. Một băng nhóm vũ trang xuất hiện, đưa những người ở đây đi. Không ngờ tên Buster vẫn chưa ngỏm. Chúng đạn vẫn chẳng hề hấn gì, hắn còn nói liên mồm ở trong xe. Còn Jet thì rất lo lắng, cô liếc ngang ngó dọc xung quanh, cảm thấy đám người này không lương thiện cho lắm. Bọn họ được đưa đến một căn cứ, nơi này tuy ẩm ướt tối tăm nhưng không gian bên trong vô cùng rộng rãi. Jet nhìn thấy có hàng đàn xác sống đang đẩy thứ gì đó, rất nhiều người sống sót đang bị nhốt ở hai bên lồng sắt. Thủ lĩnh ở đây vô cùng hống hách, không hề xem người của tập đoàn Umbrella ra gì, vì hắn tin rằng vụ thảm họa này là món quà mà Thượng Đế ban cho. Hắn có thể khiến xác sống làm việc cho mình để cung cấp điện cho căn cứ, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất. Jet đã nghiên cứu hành vi của xác sống hơn một năm nay, cô rất muốn biết tên thủ lĩnh đã làm bằng cách nào. Nhưng có một điều cô rất chắc chắn, thảm họa diệt vong này không phải món quà của Thượng Đế gì hết, mà là do tập đoàn Umbrella gây ra. Thời gian quay về cuối năm 2022, 3 tháng trước khi thảm họa diệt vong xảy ra, hai chị em nhà Jet lén lút chạy vào phòng thí nghiệm nơi bố cô làm việc. Em gái Billy không cẩn thận bị một con chó điên cắn bị thương. Vận đen của Billy cũng bắt đầu từ đây. Xung quanh vết thương bắt đầu thối rữa, cả người không còn tỉnh táo. Ông Albert thấy vậy trở nên vô cùng lo lắng. Ông biết rõ con chó cắn con gái bị thương đáng sợ thế nào. Lúc đầu vì để nghiên cứu ra dược phẩm mới, họ đã tiêm loại virus do quân đội sáng chế ra cho con chó đó. Chỉ có số ít lãnh đạo cấp cao mới biết được mức độ nguy hiểm của nó. Albert không can tâm. Ông rút máu của Billy để xét nghiệm, sắc mặt ông càng trở nên nghiêm trọng. Sau đó lại tiêm máu của con gái vào trong con chuột. Không lâu sau con chuột bắt đầu trở nên hung hăng, không ngừng va đập vào hộp kính. Khi Albert quay về phòng thí nghiệm phát hiện con chuột đã biến mất. Sau khi tốn nhiều sức bắt lại nó, Albert quan sát tỉ mỉ máu của nó, phát hiện virus đang nuốt chửng tế bào cơ thể. Ông Albert cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc đó Jet cũng cảm thấy em gái có điều bất thường. Cô tìm kiếm một số thông tin liên quan đến tập đoàn Umbrella. Nhưng thông tin nội bộ của cả thành phố New Raccoon đều bị tập đoàn Umbrella quản lý. Jet không vì vậy mà từ bỏ, cô tìm đến người bạn hacker của mình. Dùng sợi dây chuyền để trao đổi, nhờ đối phương gỡ bỏ hạn chế của tập đoàn Umbrella. Kỹ thuật của người bạn này vô cùng lợi hại, nhanh chóng gỡ được hạn chế. Một đống tin tức tiêu cực liên quan đến tập đoàn Umbrella hiện ra. Trong đó có một tin tức nói từng có người bị động vật của tập đoàn Umbrella cắn bị thương, không lâu sau liền phát điên. Jet lập tức giành lại máy tính, thử liên lạc với tác giả bài viết. Không ngờ đối phương nhanh chóng gọi video lại, người này tên là Rubio, là một phóng viên điều tra. Nhiều năm nay luôn âm thầm điều tra tập đoàn Umbrella. Anh ta từng phỏng vấn người vợ của nạn nhân bị cắn, hai vợ chồng họ đều là nhân viên của công ty. Sau khi người đàn ông bị cắn bắt đầu xuất hiện các triệu chứng truyền nhiễm, 72 tiếng sau liền trở nên hung hăng, tấn công điên của người khác. Sau khi Jet quay về, cô tránh được hạn chế nhà mạng, điều tra ra được sự cố của thí nghiệm này. Người của cả phòng thí nghiệm đều tử vong. Jet càng nghĩ càng thấy sợ, chẳng lẽ em gái cô sẽ xảy ra biến đổi sau 72 tiếng nữa sao? Billy lúc này cũng phát hiện điều bất thường, vết thương không tài nào lành lại được, cô nôn mửa liên tục. Càng đáng sợ đó là con chó cưng vốn thân thiết với cô giờ lại chống đối cô. Thà để người lạ bề cũng không muốn lại gần Billy. Tinh thần của cô ngày một giảm sút, khiến cô rơi vào trong hoảng loạn. Nhưng Billy không biết rằng tai nạn của mình đã đem đến thảm họa như thế nào cho cả thế giới. Trên đây là nội dung của tập 2 bộ phim Resident Evil. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập phim tiếp theo.